In hóa đơn nè. Đây các bạn ha. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in MTP3 Bluetooth này bên mình để kết nối với cái phần mềm TT Shop, phần mềm miễn phí để in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn lắp giấy vào để các bạn in cái kết nối in cái hóa đơn bán hàng trên phần mềm nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth nha các bạn, không có sử dụng mực, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi nha. Thì đây là máy in cầm tay khổ giấy là 80mm hoặc là 80cm đó các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy á thì các bạn sẽ được một cái máy in nè, một cái củ sạc nè, một cái đĩa driver để cài máy tính và một cái cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Khi mà các bạn mua máy về á, các bạn mở cái cục pin sâu ra nè. Rồi các bạn tháo cái miếng dán ở đằng sau ra nha. Thì miếng dán này bên mình sẽ dán để cách điện khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi chỗ này á, thì cái cổng sạc nha các bạn. Đây cổng tai si nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn sạc nha. Hoặc là kết nối với cái máy tính hoặc là laptop á. Còn gắn giấy vào á, thì các bạn lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nè, các bạn bật cái chỗ này lên và ngón cái bàn tay kia các bạn chịu rồi, các bạn bật lên là sẽ lên nha. Giấy thì các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Cái tờ giấy thì nó hướng vào người của mình và mình để giấy nó lồi ra một chút xíu để nó in ra được nha các bạn. Thì đây là khổ giấy K80. Thì cái khổ giấy này hiện tại là cái khổ giấy in hóa đơn bán hàng nó bự nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn mở cái máy in lên nè. Các bạn bấm nút nguồn nè để các bạn mở lên nè. Rồi cái nút bên này á, là cái nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm một cái là giấy nó sẽ xả ra. Khi mà các bạn in á, cái chữ nó còn nằm ở dưới á, thì các bạn bấm nút này để các bạn xả ra để cho nó không bị mất chữ nha. Ok, thì sau khi lắp giấy vào rồi á, thì các bạn mở cái cục pin sau ra nè. Bên mình á có miếng dán cách điện ở đằng sau cục pin như thế này nè các bạn. Các bạn tháo ra để các bạn sử dụng nha. Tại vì trong cái quá trình vận chuyển á, mình không có để pin được, nó rất là nguy hiểm nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm nút nguồn mở nguồn lên nè. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái điện thoại iPhone trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối điện thoại Android nha. Ok, thì đây là cái giao diện của cái phần mềm TT Shop nha các bạn. Cái phần mềm này là phần mềm miễn phí, các bạn có thể đăng ký miễn phí nha. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ vào trong cái dấu tròn ở trên nè, logo ở trên nè. Ở đây các bạn điền cái thông tin của mình vào nha, thông tin shop mình á. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái cài đặt máy in. Chỗ này. Cài đặt máy in. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết nối với cái máy in nha. Các bạn lưu ý các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Bật cái máy in, bật cái Bluetooth lên. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm nè. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm cái tên cái Bluetooth của MTP3 nè. Tên MTP3 luôn nè. Mình clip vào nè. Khổ giấy là 80 nha các bạn. Rồi máy in hóa đơn nha. Hoàn thành. Rồi đã kết nối nè. Ok, hoàn thành. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái đơn để mình thử cho các bạn xem. Bán hàng. Rồi ok. Rồi thanh toán. Rồi bây giờ mình sẽ in cái hóa đơn bán hàng nha. Đây là cái build demo nha. In hóa đơn nè. Đây các bạn ha. Rồi mình bấm cái nút này để xả giấy ra xíu nè. Đây các bạn ha. Rồi in cho các bạn xem tờ nữa nè. Thì máy in ra thì chữ cũng khá là đậm và nét nha, to và rõ nha các bạn. Rồi ok, đây là cái hóa đơn bán hàng của phần mềm TT Shop mình vừa in ra từ cái điện thoại iPhone nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm cái điện thoại Android để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok các bạn, thì ở trên cái điện thoại Android á, thì trước tiên các bạn phải vào trong cái cài đặt. Các bạn bật cái Bluetooth lên nè.
Rồi bật cái Bluetooth lên, sau đó các bạn phải ghép đôi nha. Các bạn chọn tên Bluetooth là MTP3 nè. Rồi các bạn nhập 4 số 0 vào để các bạn ghép đôi nha. Rồi nhảy lên trên là thành công nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại phần mềm Teleshop nè. Các bạn cũng vào trong cài đặt nè. Rồi các bạn vào cài đặt máy in nè. Rồi bây giờ mình sẽ tìm máy in nha. Rồi MTP3 nè các bạn. Các bạn click vào nè. Các bạn cũng chọn khổ giấy 80. Máy in hóa đơn hoàn thành. Rồi đã kết nối nha. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình in thử nha. Mình cũng tạo cái đơn mình in nha. Rồi ok. Thanh toán các bạn. Thanh toán. Rồi, ra đây hai cái đơn nãy mình tạo nè. Rồi bấm in nha. Bấm in cái nữa cho các bạn xem nè. Ở trên cái điện thoại Android á, in ra nó nhanh hơn xíu nha mọi người. Ở dưới trên đây nó không có cái thông tin của shop là do mình chưa có thiết lập ở trong chỗ này nè các bạn. Do mình chưa có thiết lập ở trong cái phần bên đây nha. Do mình chưa có thiết lập các bạn, mình chỉ in demo cho các bạn xem thôi. Các bạn vào xài thì các bạn vào thiết lập nha. Đó các bạn ha, đây là cái hóa đơn mình vừa in ra từ cái phần mềm Teleshop nha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.